Chào các bạn. Hôm nay tiếp tục phần ngữ pháp. Chúng ta sẽ tìm hiểu ngữ pháp n ha co N N O qua N có nghĩa là N và N tức hai danh từ này nối với nhau. À, bài này ngữ pháp này chúng ta sẽ được học ở trong phần 72 của giáo trình Sôn 1A. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu ngữ pháp N2CO n 2 n dùng khi kết hợp với hai danh từ với nhau chủ yếu là trong sử dụng trong văn nói à, ha đối với danh từ có bát chim chúng ta ở vế trước chúng ta cũng dùng ha à, và danh từ không có bát chim chúng ta cũng dùng ha ví dụ cola ha-co chusui đây là coca-cola đây là nước trái cây thì cola không có bát chim ở chữ la thì chúng ta vẫn dùng là ha tức là câu này có nghĩa là có coca cola và nước trái cây tiếp theo chúng ta xem ví dụ thứ hai là ponfen haco chu chuseo ponfen là bút bi check là vở ghi thì ponfen haco chu chuseo đó là, là cho tôi bút bi và vở ghi thì hako đây cho dù có bát chim hay không có bát chim chúng ta vẫn dùng hako cho nên trong khi sử dụng chúng ta dùng ha rất là nhiều. Tiếp theo chúng ta xem ngữ pháp à, nối giữa hai danh từ à, khác ngoài ha chúng ta có hoa-qua. Hoa-qua dùng để liên kết hai danh từ ý nghĩa giống ha tuy nhiên thường được dùng trong tình huống trang trọng hoặc chủ yếu dùng trong văn viết. Ở đây đến đây chúng ta có thể nói hoa qua chủ yếu dùng trong văn viết và những trong những tình huống uh, trọng thể trang trọng còn ha cũng có thể dùng trong văn viết được và thường vì nó không quan trọng là có bát chim hay không có bát chim ở danh từ phía trước cho nên việc sử dụng nó dễ dàng cho nên trong văn nói người ta thường sử dụng ha hơn hơn hoa qua uh, chúng ta xem một số ví dụ kết hợp ví dụ như là bát chim không có bát chim ví dụ chiuke thì chúng ta sẽ đi với qua chiuke qua còn nếu có bát chim chúng ta sẽ dùng là qua bát chim có bát chim hay không có bát chim chúng ta căn cứ vào danh từ đứng ở đằng trước chứ không căn cứ vào danh từ đứng ở đằng sau chúng ta xem ví dụ chiuke qua yon pini isoyo Yên pin ở đây là bút chì, thì ở đây chiu ke là cái tẩy, thì ở đây isoyo là có, có tẩy và bút chì. hắc xen qua sơn xen nim imita. Im nita là là, thì là học sinh và giáo viên, sơn seng nim là giáo viên. tiếp theo danh từ đi với iran danh từ. Iran chủ yếu dùng trong khi nói, không dùng trong các tình huống trang trọng lễ nghi hoặc văn viết. Cho nên, Iran đó đóng vai trò là nối chỉ sử dụng trong nói thôi. Còn Hako vừa dùng nói vừa dùng viết nhưng lại dùng nhiều ở nói. Oa qua vừa dùng ở nói và vừa dùng được ở viết nhưng mà lại chủ yếu dùng ở viết và tình huống trang trọng và chúng ta xem ví dụ chiu kerang yon pin cái này chúng ta dùng trong văn nói nhé hắc sen răng son sen ni rèo giáo viên và học sinh là giáo viên và học sinh à, cho tôi bút chì và tẩy ghi các bạn lưu ý chủ yếu dùng trong văn nói ví dụ người hàn quốc hay nói Narang Một Narang Kachi Đây là người ta nói là cùng với tôi làm cái gì đó Chứ người ta ít dùng Nahago hay là Nawa à, Tiếp theo, chú ý không dùng Hako khi liên kết hai câu văn Tức là đây là chúng ta các trường hợp này là để dùng để nối danh từ Danh từ với danh từ tức là nối hai đồ vật, hai người, hai vật hai sự việc chứ không sử dụng để liên kết hai câu văn. Hai câu văn liên kết với nhau, người ta lại nghĩ ra cái đoạn là liên kết giữa hai động từ hay là hai tính từ. Các bạn chú ý như vậy. Các bạn xem ví dụ. sang 책상이에요. Cái này là cái bàn. sang là bàn. 하고 저거는 cha Và là cái ghế Nhưng mà chúng ta dùng Hako này Ở trong đầu câu văn là sai hay Một số người cứ theo nghĩa tiếng Việt Đó là và và ở uh, Sử dụng ở đầu luôn Và chúng ta cho luôn Hako vào là không chính xác Ví dụ thay cho Hako chúng ta dùng là Krigo Đây là từ nối Krigo Vẫn là và nhưng theo tiếng Việt Đấy là nối ở hai câu cho nên chúng ta sẽ Sửa lại thành Cái này là cái bàn Và cái kia là cái ghế Thì theo cách nói thì câu này là đúng Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa Hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới Và chia sẻ cho các thành viên khác Để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy vn hoặc show.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Sucukohasusimida. Bye bye.